VNPT Technology và Qualcomm vừa ký kết thỏa thuận sử dụng bản quyền công nghệ. Theo đó, Qualcomm sẽ cấp phép cho VNPT Technology và các công ty con mà VNPT Technology sở hữu trên 50% vốn sử dụng bản quyền trong 10 năm. Sau khi hết hạn, hai bên sẽ tiếp tục xem xét để gia hạn. Lãnh đạo VNPT Technology cho biết, sau ký kết, công ty sẽ sử dụng những công nghệ của Qualcomm để thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao như thiết bị truy cập vô tuyến băng rộng Wi-Fi, 3G, 4G LTE, các thiết bị IoT và đặc biệt là sản xuất smartphone. Mục tiêu của VNPT Technology trong năm 2017 là cung cấp từ 300.000 đến 500.000 điện thoại smartphone ra thị trường. Được biết, thỏa thuận chia sẻ bản quyền công nghệ với VNPT Technology thể hiện cam kết của Qualcomm trong việc cung cấp bản quyền sử dụng cho VNPT Technology tất cả những bằng phát minh của Qualcomm trên nền tảng CDMA, 3G, 4G LTE.